Trương Đình, Trà Xanh giật chồng khóc trên sóng livestream, netizen ném đá, bổn cũ soạn lại à. Trương Đình là chân dài đình đám một thời của showbiz Đài Loan và vô cùng quen thuộc với khán giả Việt Nam. Bên cạnh tài năng diễn xuất, Trương Đình còn được biết đến với danh xưng Trà Xanh giật chồng vì mối tình ồn ào với tài tử Lâm Thụy Dương. Đến tận ngày nay, Trương Đình vẫn bị khán giả ném đá không thương tiếc vì đã làm tổn thương Tăng Triết Trinh, vợ cũ của Lâm Thụy Dương. Mới đây, Trương Đình méo máu khóc trên sóng livestream vì bị netizen công kích chửi bới. Nguyên nhân là do mở đầu buổi livestream hôm đó, Trương Đình và ekip của cô dành ít phút để tưởng niệm ông Viên Long Bình, nhà giáo dục nổi tiếng vừa qua đời ngày hôm trước. Sau đó, cô tiếp tục bán hàng. Buổi livestream của Trương Đình bị khán giả la ó, họ cho rằng cô tham lam, kiếm tiền không tha ngày nào. Đa phần ý kiến cho rằng trong khi cả nước cùng hạn chế các hoạt động văn nghệ giải trí để tưởng niệm người quá cố thì Trương Đình vẫn cứ lo kiếm tiền. Áp lực trước những lời đả kích, ngay trên sóng livestream, Trương Đình méo máu khóc. Cô kể về khó khăn của bản thân. Tôi cũng có con cái, tôi làm việc từ 6 giờ sáng đến 24 giờ đêm. Ngày nào cũng phải chăm sóc hai đứa con, còn lo đọc kịch bản. Thực sự tôi rất mệt khi một mình gánh vác công việc. Cuộc sống quả là không dễ dàng. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình vì tôi là người của công chúng. Người dùng mạng Trung Quốc chẳng những không thông cảm cho Trương Đình mà còn ném đá cô dữ tợn hơn nữa. Họ nói cô muốn bớt căng thẳng thì bớt kiếm tiền đi. Màn khóc lóc của Trương Đình bị dân mạng đánh giá, cô đích thị là Trà Xanh chính hiệu vì lúc nào cũng thích đóng vai nạn nhân. Năm xưa khi bị phát hiện qua lại với Lâm Thụy Dương, khi tài tử này đã có gia đình, Trương Đình mở họp báo vừa khóc vừa thổ lộ. Tôi chẳng qua chỉ yêu một cách đơn thuần mà thôi, vì sao mọi thứ lại trở nên phức tạp như vậy? Cả đời này tôi sẽ không cưới Lâm Thụy Dương làm chồng, tôi rất rõ ràng, tôi tuyệt đối không phải tiểu tam. Ngoài những câu nói sặc mùi Trà Xanh này, Trương Đình còn bị chê trách là giả tạo khi vừa ngất liệm đi, được nhân viên công tác đỡ ra khỏi cuộc họp báo. Dân tình cảm thấy bất bình khi tiểu tam đóng vai nạn nhân, tỏ ra mình tội nghiệp hơn cả Tăng Triết Trinh, bị chồng phản bội đau đớn. Éo le là Lâm Thụy Dương lại vô cùng xúc động trước vẻ mảnh mai yếu đuối đậm chất Trà Xanh này của Trương Đình. Chỉ trong vòng chưa tới 7 ngày, anh nhanh chóng đâm đơn ly hôn, để vợ và con gái dọn ra khỏi nhà riêng, còn bản thân thì tìm đến tình yêu đích thực. Trương Đình hiện có cuộc sống vô cùng sung túc, cô sống cùng chồng và hai con tại dinh thự có giá hơn 200 triệu, diện tích khoảng hơn 1.600 m², biệt thự có vườn rau trên sân thượng nhìn ra sông Hoàng Phố. Những năm gần đây, sự nghiệp diễn xuất của Trương Đình trầm lắng, nhưng sự nghiệp bán hàng online của cô phất như diều gặp gió. Trang Sina đưa tin năm 2020, công ty cô đóng hàng tỷ nhân dân tệ tiền thuế. Năm 2018, doanh thu từ công ty của Trương Đình là 7,875 tỷ nhân dân tệ, giúp đơn vị này trở thành doanh nghiệp đóng thuế cao nhất ở Thượng Hải. Năm 2019, doanh thu công ty đạt hơn 10 tỷ nhân dân tệ, đứng đầu top 100 doanh nghiệp xuất sắc Hoàng Phố, Thượng Hải. Sina cho hay chỉ trong vài năm, Trương Đình và Lâm Thụy Dương đã thành lập một đế chế đa cấp lớn mạnh. Doanh nghiệp của họ kinh doanh các sản phẩm làm đẹp. Khi livestream bán hàng, Trương Đình thường mời nhiều ngôi sao khác vào tham gia. Từng bị đàm tiếu là mô hình kinh doanh mỹ phẩm đa cấp, huy động cả những người phụ nữ trung niên trình độ văn hóa thấp tham gia nhưng Trương Đình không bận tâm. Năm ngoái, công ty cô bị chỉ trích là bán hàng kém chất lượng, sản phẩm quá nhiều kim loại nặng. Trương Đình sinh năm 1970 trong một gia đình nghèo đông con ở Đài Loan. Ngay từ nhỏ, cô gái này đã ôm giấc mộng phải kiếm thật nhiều tiền, cho cả gia đình sống trong một căn nhà lớn, ai cũng có phòng riêng. Sau khi trưởng thành, Trương Đình từng làm giáo viên ở nhà trẻ một thời gian. Do tình cờ, cô được một công ty dầu gội phát hiện và mời quay video quảng cáo. Đây chính là bước đệm để nữ diễn viên tiến quân vào showbiz. Năm 19 tuổi, Trương Đình bắt đầu tham gia bộ phim đầu tay nhưng không gây được tiếng vang lớn. Đến khi góp mặt trong bộ phim Diễn đạo Càn Long, mỹ nhân này bất ngờ vụt sáng thành sao dù chỉ diễn vai phụ. Với đôi mắt to tròn, trong veo và lúm đồng tiền duyên dáng, Trương Đình nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả và được mệnh danh là mỹ nữ má lúm đồng tiền Đài Loan. Đang trên đà phát triển, Trương Đình tiếp tục gây ấn tượng với những bộ phim như Trộm Long Tráo Phụng, Hỏa Soái, Hoa Cô Tử, Bản Lĩnh, Kỳ Hiệu Lam Ba. Thế nhưng đang là mỹ nhân cổ trang được yêu thích nhất nhì Cbiz, Trương Đình đã tự đánh mất sự nghiệp ở Đài Loan với bê bối đời tư.